Xin kính chào quý vị và các bạn. Rãnh thấp tồn tại ở phía Bắc tương tác khiến cho gió mùa Tây Nam ở phía Nam cũng hoạt động mạnh lên. Tổ hợp hình thế này sẽ gây mưa dông mạnh cho nhiều vùng biển. Khu vực Vịnh Bắc Bộ và quanh huyện đảo Hoàng Sa mưa dông xảy ra trong hôm nay và 2 ngày tới. Mưa có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 8. Với vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi trong hôm nay cũng cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh, độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét. Mưa sẽ tiếp diễn sang đến ngày mai, từ cuối tuần mới có thể giảm dần. Với khu vực từ Bình Định xuống đến Cà Mau ra đến ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, độ cao sóng là từ 1m50 cho đến 3m. Tại đây còn mưa nhiều, mưa dông có thể xảy ra liên tục cho đến cuối tuần. Bà con cần chú ý đảm bảo an toàn khi khai thác trên biển. Trong điều kiện thời tiết xấu, bà con nên chẳng buộc các trang thiết bị, hàng hóa, nhất là các vật dễ di động ở trên boong và dưới máy tàu để tránh rơi xuống biển. Không nên làm việc bên ngoài mặc boong thời điểm mà mưa dông gió giật. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.